Một sự việc diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 5 trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, hướng quốc lộ 51 đi Phú Thạnh. Camera hành trình ghi lại cảnh xe cứu thương hú còi xin vượt, nhưng phía trước, một chiếc xe tải hiệu Hugo mang biển kiểm soát 60C51508 cố tình không nhường đường. Thậm chí, tài xế xe tải còn có hành vi lạng lách trên mặt đường trơn trượt khi trời đang mưa. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, dư luận đã vô cùng phẫn nộ và cảm thấy khó hiểu với hành động của tài xế xe tải. Ai cũng biết với bệnh nhân, việc xe cứu thương nhanh hay chậm ít nhiều ảnh hưởng đến mạng sống của họ. Tài xế xe tải chắc biết điều này nhưng vẫn cố tình làm ngơ rồi lạng lách trêu người, ý thức quá kém. Một thành viên mạng xã hội chia sẻ.